Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuỗi video về cuộc sống. Thì ngày hôm nay tôi lấy cái tiêu đề là của người phúc ta. Nghĩa là gì? Đó là những kẻ mà lấy cái của người khác để rồi sau đó là tạo thành cái phúc hay là gọi là cái lợi lộc cho bản thân mình. Thì tôi muốn đề cập tới ba loại trong xã hội hiện nay. Loại thứ nhất đó là loại thích ra vẻ. Lấy cái gì đó của người khác để ra vẻ cho bản thân. Đó là chúng ta hãy nhìn vào những ví dụ là những cái loại đại gia mua xe. Có thật là những đại gia này nó giàu hay không? Có một cái bài viết như thế này. Đây. Đẳng cấp nợ của đại gia hào nhoáng đất Việt. Mua siêu xe vẫn chây ì nợ nần, bị căng băng rôn đòi nợ. Một trong những người mà bán xe có tên tuổi đã nói như thế này. Đó. Khi mà một đại gia mà có nhiều tiền lắm của, ở biệt thự, nhà là có xe tiền tỷ, đến nỗi mà những người mà đam mê là xe cổ trong nước và quốc tế mà phải ngã mũ. Tuy nhiên không phải đại gia nào cũng hào nhoáng đẳng cấp như những gì họ thể hiện. Đây, thì anh này chia sẻ như thế này. Doanh nhân này, tức là người bán xe này kể, có một đại gia trẻ tuổi tiếng tăm lừng lẫy. Trong nhà có cả bộ sưu tập siêu xe, đặt hàng công ty ông nhập khẩu một chiếc từ châu Âu. Xe nhập về thì rầm rộ, lấy ra chạy, mời truyền thông đến chứng kiến. Nhiều người không khỏi choáng khi thấy đại gia này cứ vài tháng lại mua một siêu xe. Nhưng thực tế chỉ đặt cọc số tiền ban đầu, sau đó thì nợ nần kéo dài, dây dưa không chịu trả. Đòi tiền nhiều lần cứ khất với đủ lý do. Cực quá chúng tôi phải cho nhân viên mang băng rôn đến đòi nợ đứng tại nhà riêng và văn phòng công ty. Đại gia này thấy vậy lo ảnh hưởng đến tên tuổi, thế là vội vàng mang siêu xe trả lại không mua nữa. Báo hại chúng tôi phải giải quyết tìm người bán lại rất là khó khăn. Đó. Mua thì là đặt cọc. Đó, nhập xe về thì không trả hết nhưng mà vẫn thích lấy chạy. Tới lúc người ta đòi thì đương nhiên là không trả được thì trả lại xe. Đó. Cho nên rằng là coi như rằng là mua cái tiếng để cho người ta nể thôi. Thì cũng có những cái đại gia. Đây. Có một doanh nghiệp tại Hải Phòng cũng kể, một đại gia đi mua chiếc xe sang 7 tỷ, nợ đến nay chưa trả hết tiền. Có hệ thống thẩm mỹ viện và bệnh viện tư lớn ở Hải Phòng, Hà Nội, Vinh. Lúc nào cũng sống trên tiền, nhưng cuối cùng là kinh doanh thua lỗ, sống thì toàn bằng tiền cho vay, sau đó bỏ trốn, báo hại, không thể nào đòi được tiền. Cho nên những cái chiếc xe sang này chỉ mục đích là để làm gì? Để cho rằng là những cái chủ nợ tin rằng là những tên này vẫn còn kiếm ra tiền để mà đừng có đòi nợ gấp. Rồi đến một lúc nào đó là tụi nó ôm tiền nó đi trốn. Cái chiêu này bị oai. Dạng thứ hai mà tôi muốn đề cập đó, đó là cái dạng mà gọi là lừa đảo. Mới gần đây các bạn biết rằng là bắt được một cái ổ mà tiền tỷ kinh doanh mà cái tiền ngoại hối á, tiền tỷ. Đây, nếu ai mà có đọc qua cái bài viết rồi, nó lập ra một cái sàn, sau đó rằng là nó tạo ra một cái sàn ảo, nó có thể can thiệp điều chỉnh, cho nên nó muốn cho người ta là thắng đầu tư, là nó giả vờ như là nó làm cho là các chỉ số nó lên, rồi khi nào nó muốn lấy tiền của người ta thì nó cho các chỉ số đi xuống để rồi rằng là người ta mất tiền. Thì khi mà bị ập vào bắt là cái sàn này nó đã có tới hàng chục ngàn người là đăng ký tham gia, và cái số vốn trên sàn là 7.000 tỷ, đã rút ra là 600 tỷ. Thì cái người cầm đầu đó là tên Nguyễn Thế Dương, mới sinh năm 96. Thì tên này luôn luôn lên Facebook là viết những câu đạo lý. Ví dụ ngày 7 tháng 5 2021, hắn đăng: lúa chín đậu, sông sâu tĩnh lặng, càng trưởng thành con người ta càng ít nói và làm nhiều hơn. Thì đến ngày 2 tháng 6 năm 2021 thì Dương bị bắt. Đó. Cho nên có bạn đăng một cái bài viết về cái công thức đó. Cái công thức mà để coi như rằng làm đa cấp như thế này.
Lịch trình của một thanh niên thành công thời 4.0 như sau. Sáng sớm phải đăng lên Facebook một cái ảnh tập thể dục hoặc đạp xe. Đó, chạy bộ, giờ là modern chạy bộ. Đó. Nhất là mấy thằng chọc mà đi diễn giả này kia mê chạy bộ lắm. Kể cả không tập thì lấy ảnh cũ ra đăng hoặc diễn để chụp. Phong cách sống của người thành công mà lành mạnh. Đầu giờ sáng sẽ đăng lên TikTok một clip nói chuyện đạo lý, cách làm người tốt. Nắng lên tới ngọn cau thì sẽ đăng một bài về cách vươn đến thành công và hành động bất chấp nỗi sợ hãi. Trưa sẽ check-in ở một nơi sang chảnh, đăng kèm với một ảnh bàn ăn có những món ăn của người giàu. Buổi chiều lên YouTube với một cái clip gọi là lan tỏa giá trị. Cuối giờ chiều sẽ viết một bài kiểu như thật tuyệt vời, hôm nay mình được gặp anh X, chị Y làm dự án Z đã có một mớ tiền. Lúc nào cũng chụp cái hình ra ngân hàng rút cọc tiền. Nha, quay clip rút cọc cọc tiền hay mở ha, vô ATM rút cọc tiền. Tất nhiên luôn kèm theo một lời chào mời tham gia vào hệ thống gì đó mà nghe không cần làm vẫn có nhiều tiền. Tối lại lên tiếp TikTok và đăng một bài dài lên Facebook về triết lý thành công, đôi khi sẽ là một bài về lý lẽ sống. Muộn muộn sẽ lên một bài kiểu làm đúng công thức AAA sẽ ra kết quả BBB và khoe tiền về tài khoản. Tất nhiên tin nhắn tiền về sẽ được ha, coi như rằng là đưa lên. Lúc nào cũng có người đầu tư chứ, tiền lúc nào cũng tăng chứ không có thấy giảm. Người thành công mà làm gì cũng trúng. Cuối cùng quan trọng nhất trước khi đi ngủ là luôn nhắn cho một người, cho em lùi lịch trả nợ. Nhắn người khác, cho em vay ít tiền được không? Sau đó lên giường đi ngủ và mơ về giấc mơ giàu có, mai có sức nói dối tiếp. Có mệt không các em? Các bạn để ý đi, nó y chang nhau cái công thức vậy à. Từ một đứa mà áo coi như là ngáo ngơ, đùng một cái tự nhiên không ăn mặc ha, sang chảnh, lên quần lên áo, nhà cửa xe cộ, rồi tối ngày chui vô xe hơi ngồi ha, mệt luôn, tiền đâu ra không biết. Nhưng mà đa phần thì nó tập trung vào bây giờ là tiền tệ đó, mấy cái ngoại hối forex gì đó. Có đứa lên lên mạng nói rằng là ôi cái này đâu phải là forex, cái này là chạy bo mà. Tôi nói một câu, trên đời này cái gì mà bằng điện tử con người tạo ra là cái đó tụi nó can thiệp được. Chỉ vì mấy người chưa có đạt cái trình độ của hacker cho nên mấy người tin chắc rằng là không làm gì được. Xin lỗi, với một cái hệ thống mà bầu cử mà của Mỹ mà cuối cùng rồi là vẫn có tin là bị can thiệp vào bằng hình thức này hay hình thức khác, có thể can thiệp được. Cho nên rằng là trên đời này cái gì con người tạo ra được thì cái đó thâm nhập được, đừng có nói chắc như vậy. Chỉ có điều rồi có đứa còn nói rằng là trời, người ta chơi sàn quốc tế. Ủa, nó mua một cái sàn ở nước ngoài nhưng mà vẫn là tụi nó điều hành được không? Được mà, chứ đâu phải rằng là mang mác Anh Mỹ rồi này kia là tụi nó không lừa được đâu. Đó, nó qua nước ngoài rồi sau đó nó quay trở về, nó lấy cái mác nước ngoài nó lừa trong nước được mà. Đó, đừng chắc ăn. Cho nên đến cả những người mà chơi chứng khoán, những người mà đúng nghĩa rằng là cái sàn chứng khoán nó niêm yết, công khai minh bạch, nó không lừa được, ok. Nhưng mà ngay cả những người mà đầu tư chứng khoán mà siêu đẳng vẫn có lúc lỗ. Elon Musk nói sằng nói bậy bay véo vài tỷ ha. Rồi ngay cả các bạn coi về một cái ông kiện tướng mà cờ vua của Nhật ha, chơi chứng khoán rất thành công nhưng có một cái thời điểm suy thoái mà ông mất rất nhiều tài sản đó, hàng trăm triệu yên đó, yên hay đô la gì đó. Cho nên rằng là có những người mà đầu tư vào chứng khoán họ còn thấy chứng khoán nó là một canh bạc đó, huống chi rằng là ba cái tiền ảo đó, một cái mà khó thể nào mà gọi là minh bạch được. Vậy thì bây giờ càng nhiều đứa đâm đầu vào mong cơ hội làm giàu là chúng chưởng hết cái bọn đa cấp này, ngày nào cũng lên nhai nhải người thành công, ngày nào cũng ra mùa dịch nè rít rút cọc tiền nè đó, xài chơi toàn là lừa đảo không. Cho nên tôi nói thật nè, không phải tự dưng mà con cái mình nó bệnh tật hay dị tật đâu, nghiệp đó.
Cho nên rằng tôi cũng cầu mấy đứa này nếu không bị bắt cũng sao, để đó, để cho nó lấy chồng lấy vợ, nó đẻ con ra rồi con nó bị dị tật bẩm sinh thì lúc đó nó mới biết cái nghiệp của nó lớn như thế nào. Vậy thôi. Rồi cái loại mà tiếp theo mà tôi muốn nói các bạn đó là cái loại mà chính nghĩa dởm, lên mạng thấy người ta nói điều này hùa vô mình chính nghĩa để chi, để bạn bè này kia nó nhìn vào nó u này với nó biết coi như rằng là lý lẽ này nó anh hùng. Tôi nói thiệt với các bạn hôm nay rằng là chính thức là bà Phương Hằng gửi những thông báo tới các bệnh viện nói rằng là ngưng cái trợ cấp về về tim, thì rất nhiều người đau buồn chia chua xót này kia. Nhưng tôi nói các bạn vậy, bình luận viên Tạ Biên Cương thì có ông này ông có chia sẻ một cái câu đây: không có bà Hằng thì có người khác, tại sao không phải là không có bà Hằng thì chính tôi sẽ làm. Cho nên rằng là có rất nhiều người nói trời ơi không có người thì đau buồn, không có bà Hằng thì coi như giống như không ai làm tiếp, còn có người thì là không có bà Hằng thì vẫn còn bao nhiêu mạnh thường quân. Mà Thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi ông chủ sân bay Long Thành đóng góp 700 tỷ mua vaccine đó. Vậy thì có những người nói mạnh thường quân khác làm vân vân, nhưng không ai nói rằng là tôi sẽ tiếp tục làm nè. Vì vậy mà tôi cảm ơn anh Cương đã chỉ ra được cái điểm mấu chốt. Tôi riết rồi tôi ngán cái bọn Phật online lắm, người ta có tiền người ta mệt hay gì đó thì người ta ngưng. Giống như cuộc sống gia đình tôi nè, nội mà ba đứa con tôi chăm tôi đã thấy mệt rồi, đi kiếm tiền lo gia đình cũng đã thấy mệt, xử lý việc trong nhà lo cho con cái nó ăn học cũng đã thấy mệt, thì người ta mệt thì người ta ngưng. Tại sao cứ bắt người ta phải gánh vác chuyện của thiên hạ, còn bản thân mình thì mình chỉ biết lên ngồi like share hay là ngồi cào phím thôi à. Vì vậy mà tôi mong rằng các vị Phật online lo cho gia đình mình trước, trước khi mà lên mạng sủa. Nhà có nhiều khi mà chẳng ra cái nhà, nhưng mà chỗ nào cũng xía cái mỏ vô. Tôi nói thiệt chứ, có người tới bây giờ coi cái clip về Hoài Linh vẫn vô là ý kiến cò, trong khi tôi đã nói rằng là tôi không có binh. Tới bây giờ mà tôi nhìn ông Hoài Linh, những cái câu mà ông nói tôi cũng biết là có những cái tôi lọt lỗ tai ông vô, nhưng mà tôi không muốn bình luận đó. Kêu tôi tin ổng tôi đâu tin nhưng mà kêu tôi rằng là ủng hộ ca ngợi của Hằng ơi tôi cũng rảnh đó. Tại vì mình còn bao nhiêu việc để làm, mà tôi cũng đã nói rồi, từ thiện đâu phải là chỉ có là cầm tiền đem cho đâu, nó trong cuộc sống của mình hàng ngày đó. Tôi nói các bạn thế này, cho nên sau ba cái loại mà vừa rồi tôi mới nêu ra thì bây giờ tôi cho các bạn thấy những hình ảnh ngược lại. Các bạn còn nhớ tôi kể về ông nội của mình, một cái người mà xây dựng ra cái hợp tác xã mà hàng ngàn xã viên, có tiền không? Có danh dự không? Có. Nhưng mà các bạn biết rằng là khi mà ông nghỉ hưu, ông giao lại cái hợp tác xã cho con cháu, ông mua một cái mảnh đất ở dưới quận 2, cái mảnh đất rất lớn, tôi nói thật rất lớn, bạc ngàn đó. Mà ông để chi? Ông xây một cái nhà nhỏ, cái nhà nhỏ không có lầu, chỉ có một tầng trệt mà thôi đó. Trong đó là có 3 phòng ngủ, 4 phòng ngủ đó, 4 phòng ngủ bếp ông cũng xây riêng ở chỗ khác, ông kỹ lắm, ông sợ cháy nổ, ông xây bếp riêng ở ngoài phần ở bên trong Cái nhà nhỏ còn lại đất đai ông để thì ông cho cây ăn trái chủ yếu là dừa nó ngay sát sông Sài Gòn đó, cho nên chủ yếu là dừa. Rồi đường ông cũng không có cho mà coi như là xi măng gì hết, ông chỉ trải trải đá từ ngoài cổng đến vô nhà để nó không dơ thôi, còn lại để nguyên cái coi như cái phương vị đồng quê. Đó là lý do mà những tháng hè tôi rất thích xuống để mà ở với ông. Rồi cái cảnh mà trời mưa tôi với ông chú đi ra ngoài
cá ha, nó bị dưới đồng á, nó trồi lên mình bắt. Rồi những lúc mà ông bà gom lá lại để đốt, hay rằng là ông đi chăm cây, bà đi cắt cỏ. Và cái thú vị nữa là vậy, ông có rất nhiều mà bộ đồ vest đồ mặc, thì thường á áo sơ mi quần tây ông mặc những cái bộ nào mà ông thấy còn mới ông cứ mặc hoài. Rất nhiều đồ mà bà nói là người ta tặng hay là con cháu may cho, ông cất để đó ông vẫn mặc lại có vài bộ. À, bình thường ở nhà mặc cái bộ pyjama, có khi chỉ mặc mặc cái quần pyjama, cái áo ba lỗ màu trắng đó, giày sáng tập thể dục, sức khỏe rất tốt. À, rồi đọc sách, chăm cây kiểng, sống rất là quy củ có giờ. Và ông cũng không có mà bình thường, gần như tôi không thấy mà có khách ha, hay là những người cán bộ hay gì kia mà tới, không, nghỉ hưu đúng nghĩa. Tối ở đó tối ông đọc kinh, ông là Phật tử, ông bà là Phật tử, cho nên rằng là cúng dường cho chùa. À, ngày lễ ngày gì đó mời sư thầy về đọc kinh đó, cúng dỗ ông bà đủ rồi. Chính vì vậy mà nhiều khi nhìn qua cái tác phong bề ngoài, không ai nói ông là đại gia cả, dù rằng là cổ phần của ông rất lớn, tiền tài suốt mấy chục năm rất lớn đó, đến nỗi mà là không có mà đi coi như rằng là ha, tới nhà cán bộ này gọi điện tối ngày ngồi thăm, ừ anh này anh kia không. Nhưng mà tới lúc mất là người ta vẫn tới để viếng đó, huân chương lao động, à, treo giấy khen vẫn còn treo. Cho nên tới bây giờ khi mà tôi ngồi ba nghe ba tôi kể chuyện tại sao ông làm được, ông đi ngoại giao như thế nào mà nó khác với lại cái bọn doanh nhân bây giờ mà hở tí là phải đút tiền, hở tí là phải đút lót đó, hở tí là phải mùi cán bộ này cán bộ kia đó, ông làm như thế nào. Còn cái cách mà quản người, khi mà nói chuyện với lại là những người đã từng làm ở trong hợp tác xã, họ chỉ nói rằng tính ông rất kỷ luật. Ông nói ông cấm hút thuốc trong chỗ làm thì chỉ cần ông bắt gặp là đuổi, cấm nhậu nhẹt trong giờ làm việc, chỉ cần đứa nào mà có mùi say xỉn đuổi, không có làm biên bản kỷ luật gì hết, đuổi là đuổi, rất là nguyên tắc. Ở trong nhà cũng vậy, ông rất cẩn thận. Cái nhà à, khóa mà phải nói mấy lớp mà ổ khóa. Cái phòng ngủ của ông là cái phòng mà người ta là sợ người ta xây phòng bên trong không, cái phòng của ông là cái phòng ở ngoài đó, và ông có giấy phép sử dụng súng. Cho nên rằng là khi mà nếu mà nghe tiếng động, hồi đó cái khu vườn nó bạt ngàn, ông nuôi tới mười mấy con chó, mà mỗi chiều là mỗi cái vị trí mà trọng yếu là ông xích một con còn lại thả đó. Cho nên rằng là đêm khuya mà nghe chó sủa à, là ông sẽ lấy súng trường ông để đầu tiên là bắn chỉ thiên, còn nếu như mà cảm thấy là có trộm à, ông bắn thật. Và tôi thấy ông có huy chương là coi như là tham gia cái hội thao bắn súng hơi á, ông có huy chương vàng đó. Một cái người đàn ông mà 70 tuổi mà sức khỏe và mọi thứ như vậy, cho nên rằng là những người ở bên ông đó, con cháu mà coi như rằng là ông mà nuôi cho ăn học à, thì đều phải sống theo cái quy chuẩn đó. Và hiện giờ những người mà gọi là những người chú, mà thường là tôi là gốc Bắc mà, thì những người chú mà ở ngoài Bắc có những gia đình khó khăn gửi vào để cho ông nuôi, thì những chú này sống với ông mấy chục năm, bây giờ họ đều có nhà riêng, họ đều đi làm, có con có cái, gia đình rất đàng hoàng. Cho nên cái tác phong của ông đã ảnh hưởng lên họ đó. Thì chính vì vậy mà khi mà tôi nhìn vào cái cách sống của ông, tôi mới thấy sao nó khác với cái loại đại gia bây giờ, cứ hở tí lên mạng khoe siêu xe siêu này siêu nọ, à khoe không à, rồi làm cái gì cũng phải khoe. Thật sự ra ông bà trước giờ đóng góp đến nỗi có những lần mà tôi rất tự hào
khi mà ông bà là lên nhà thăm, tại nhà tôi là nó ở ngay cái khu hồi đó hợp tác xã cách đó có một xíu, cho nên nguyên cái khu đó là xã viên không. Chính vì vậy mà khi mà ông bà đi tới đâu người ta cũng gọi à, ông Thể đó, ông Thể bà Thể, đó là tên của ông thôi. Rồi ngày xưa người ta cũng nhìn tôi người nói cháu ông Thể phải không, người ta không biết tên tôi nhưng người ta biết cháu ông Thể, đi đâu người ta cũng gọi như vậy, người ta yêu người ta quý đó. Bà cũng giống như vậy, ở nhà mặc có một cái bộ đồ bộ, đi đâu cũng có một cái váy áo dài mà nhung để mặc à, đơn giản như vậy suốt mấy chục năm cả hai ông bà. Tiền vàng cất chứ còn không để mà coi như rằng là tung hô ra ngoài. Thì tôi mới thấy một điều, sống như vậy mới là cái để tôi ngưỡng mộ đó. Tạo được là coi như cái danh để mà cho cả dòng họ đó, mà được bao nhiêu người yêu quý. Sống như vậy mới khó, còn để mà sống có thị phi ha, chuyện nó đơn giản. Cái thời công nghệ 4.0 bây giờ bỏ tiền ra là xin lỗi, muốn nổi cỡ nào cũng nổi được, thậm chí vô duyên cũng nổi được đó. Còn đối với lại cái những cái kẻ mà vay nợ để mua siêu xe, tôi nói thiệt luôn, có những tên nhà giàu mà tôi thấy mở miệng ra xài đồ hiệu nhưng tới lúc mà đi mua đồ nó tính từng đồng quý vị ha, nó tính từng đồng luôn đó quý vị, nó trả giá đó kỳ kèo từng xu, nhưng mà ra chỗ khác thì nó nói chuyện cứ như rằng là nó vung tiền mà không biết coi như rằng là à, không cần đếm. Thì những ai mà từng mua bán với tụi này rồi thì mới hiểu ra cái tính tụi nó bẩn như thế nào đó, đại gia đại giết gì. Còn bản thân tôi thì thấy vậy, có những đồ mà tôi đi mua trả góp, nói thiệt chứ thà tôi mua trả góp nhưng rồi là tôi đi làm tôi lấy tiền tôi trả lại, nó vẫn là tiền của mình và mình mua trả góp chứ mình không có nợ xấu, mình không có trễ hạn với người ta, mình trả đúng hạn đó, cho nên ngân hàng nó còn khoái mình nữa, vậy thì không có gì mà xấu hổ cả. Còn hơn là cái thứ mà vay nợ mà không trả, cái thứ mà ha, vay nợ rồi tới lúc người ta đòi thì chay thì lì ra đó, rồi sau đó còn quỵt nữa, trời giàu gì kia giàu bẩn. Còn có cái điều này, hôm nay có bạn nhắn tin với tôi vậy, bạn là một bạn nam thì bạn tâm sự là bạn có gặp cái khó khăn đây, bạn có một cái khó khăn đó là bạn chưa trải qua cái tình yêu cho nên rằng là bạn hơi lạm dụng cái việc mà coi như rằng là tự tự xử à. Thì chính vì vậy mà bạn nói có vẻ như bạn được nuôi dạy cũng khá nghiêm khắc, cho nên bạn thấy rằng cái điều này nó là một cái điều rất rất là xấu hổ à, bạn rất là sợ người ta biết. Thì chính vậy bạn hỏi ý tôi là tôi nghĩ như thế nào. Tôi nói với bạn thứ nhất về cái vấn đề mà quan hệ nam nữ, cái chuyện tình cảm khó nói lắm và đây là một cái nhu cầu mà thiết yếu, không thể nào nói là không có được, cho nên nó là một cái chuyện bình thường. Vấn đề là tôi muốn bạn là nam thì bạn phải có cái tư tưởng tình yêu trước à, rồi quan hệ theo sau, mà thậm chí rằng mình không có ép buộc gì, hai bên phải đến với nhau tự nguyện. Bạn nam có nhu cầu, nếu như mà bạn nữ tin tưởng đồng ý, còn nếu không thì không được ép người ta. Và đó là lý do mà tôi thấy rằng ngay cả khi chia tay cả hai vẫn tôn trọng lẫn nhau thì đó là một cái mối quan hệ tốt đẹp. Còn nếu như mà tôi giải thích bạn nam là một cái kẻ à, mà gọi là bệnh hoạn thì lúc này tôi mới nói kiểu này mà để tôi biết là tôi đập gãy tay gãy chân hết. Thì chính vì vậy mà bạn nói bạn không phải người như vậy, mà câu chuyện của bạn
là bạn tự làm, dẫn đến là bạn bị viêm đó. À, bạn bị viêm viêm gì đó đây à, viêm tuyến tiền liệt, cho nên là bạn sợ, bạn không dám đi khám. Thì bạn mới hỏi tôi rằng nếu như mà bị bệnh thì tôi có ngại hay không, ngại người ta dị nghị không. Tôi mới nói bạn vậy. Tôi không ngán miệng đời, nhất là thứ sâu bọ Phật online. Tại vì bản thân em yếu cho nên là em mới sợ người ta. Còn tôi, ai chê tôi nghèo kệ nó, xấu kệ nó. Nhưng mà nhây thì đừng hỏi tại sao, tôi đấm lẹ lắm. Nói xấu mà để tôi nghe được thì ngại gì không quay lại hỏi mày nói chuyện gì của tao, chuyện mày mày lo xong chưa. Vậy thì nếu như mày nói chuyện tao, nghĩa là tao đấm mày được cái gì? Tao đấm cho tới khi nào mà nếu mà mày nhây mày còn nói, tao đấm theo mà mày im thôi. Vậy thôi. Thì bạn mới nói rằng là ít ai có cái lối chia sẻ mà thẳng thắn, cho nên rằng là bạn cảm thấy là bạn cởi mở hơn, bạn coi như là thông hơn. Thì tôi cũng mong rằng là bạn sớm đi khám đi đó, lo cho cái sức khỏe của mình. Ừ. Vì vậy mà có những bạn mà khi mà có những chuyện mà thầm kín hay là khó nói thì các bạn có thể nhắn tin riêng với tôi để trao đổi, và tôi đưa cho các bạn lời khuyên để mà các bạn đưa ra được một cái quyết định mà đúng đắn hơn. Chứ tôi không có là cho các bạn, bắt các bạn phải làm gì, các bạn tự lựa chọn nha. Thì những cái câu chuyện vừa rồi tôi muốn cho các bạn thấy, sống ở cái xã hội mình sợ người ta nói này nói nọ tại bản thân mình yếu thôi đó. Mình mà chui vào cái chốn thị phi chỉ nhức đầu thôi. Rồi những cái kẻ mà sống ảo như loại 1, loại 2, loại 3, những cái loại đa cấp, mấy cái thứ đó thì tôi nói thẳng danh cũng chẳng có. Mà đối với những người tôi, như tôi mà tôi nhìn một cái thứ mà hả, nó ra nó, ngân hàng nó rút cọc tiền, nó cũng phải chụp hình, nó khoe lên mạng, nó lựu đạn, nó ha, cái thứ đó mà giàu cái gì, nó bẩn, nó tởm. Nó chỉ lừa được mấy cái thằng mà nhãi nhép bán nhà bán đất, rồi sau đó là học đòi chơi chứng khoán, học đòi chơi ngoại tệ. Nói thẳng là những thằng đó đầu ngu như con bò ha. Còn những thằng nào mà muốn mà ha, cà chớn cà chua cứ quẹt qua kiếm. Sau khi cái bài mà bắt được cái sàn này đưa lên, tôi lên mạng một đống đứa mà chơi ngoại tệ nhảy vô chửi thề chửi bậy nè, đòi ngu đời này đời nọ. Tại vì đụng tới cái chuyện làm ăn của tụi nó, làm như vậy thì là những người khác người ta tỉnh táo à, người ta giật mình, người ta tỉnh ra thì mất cái miếng ăn của tụi nó. Nhiều khi nó không lừa theo cái kiểu mà nó can thiệp vào sàn, mà nó lấy tiền của người ta rồi sau đó nó đi mua đất mua đai đó. Thì nếu như bán có lời nó cũng chia lại cho một miếng, ví dụ vậy. Thiếu gì cách lừa, cho nên nó đụng lên miếng cơm tụi nó, thế là tụi nó trở thành những đứa mà bổ bả ha. Tôi nói thật, ở trong nhà tôi giải thích từ vợ con hay là những anh chị em đừng dính vào ba này. Tại vì nếu như mà đã nói mà còn bị lừa mà kể tôi nghe là tôi còn tát cho chết. Còn đối với những cái đứa mà đi lừa người ta thì tôi chỉ nói một điều, đừng lừa người nhà tôi. Tại vì lừa người nhà tôi thì ngoài cái chuyện mà bị bắt ha, thì tôi còn khuyến mãi cho thêm nữa. Tại vì tụi mày bước ra ngoài không lẽ tụi mày không biết đi đâu, chỉ cần bỏ ra khoảng chừng vài ngày may là chắc chắn có lúc là tụi mày gãy giò được nha. Đơn giản. Cho nên rằng là không phải là mình ra ngoài mình chơi thể thao, mình học võ hay này kia để mình lên mạng mình khoe mẽ, không cần. Mà là để mình bảo vệ những gì mà mình mà thương yêu, bảo vệ cái kẻ yếu. Vậy thôi. Chính nghĩa là như vậy. Chứ không phải chính nghĩa là cái dạng chính nghĩa mỏm rồi tới lúc đụng chuyện ra cũng chẳng làm được cái tích sự gì. Còn mình giải quyết được cho người ta giống như là các bạn vừa rồi. Đó, từ thiện đôi khi nó cũng chỉ đơn giản là như vậy. Các bạn giúp được người là các bạn đang làm việc tốt rồi, không có cái gì cả. Ừ. Cho nên của người phúc ta thì bây giờ phải biến là của ta phúc mới của ta được à. Còn của người là vẫn phúc của người ta, mình tưởng là mình có được thôi chứ ông trời ông nhìn thấy hết.
đồng tiền mà dễ kiếm thì cái đồng tiền đó cũng ra đi rất nhanh, khuyến mãi thêm bệnh tật cho con cho cháu nữa, nói hoài. Mà nhiều thằng cãi cãi xong cuối cùng dính y chang vậy à, để ý đi đó. Cho nên bản thân tôi là tôi chỉ nói ở đây cho những người nào thích nghe hiểu đã ngộ ra được thấy được. Còn bản thân tôi cũng thấy mấy đứa lừa đảo rồi à, bản thân tôi cũng thấy có mấy đứa à, mà nổ rồi đó, tôi cũng thấy có mấy thằng giàu bẩn rồi, nó giàu mã thôi, nói chuyện nghe thấy ghét. Cho nên bây giờ tôi thích, vẫn thích là đi một mình hơn là tiếp xúc nhiều người. Có cái câu trên mạng cũng hay lắm, sau khi tiếp xúc nhiều người ha, mình càng yêu loài chó, thiệt chó nó trung thành, nó vẫy đuôi nó mừng nhiệt tình, chứ không giống như mấy thằng mà vẫy đuôi ha, nhưng mà bụng dạ thì chơi mình lúc nào không biết đó. Thôi cảm ơn các bạn đã xem video này, hẹn gặp lại.